Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, một bài viết trên Finbow chỉ ra rằng Bitcoin phát tín hiệu bán mạnh nhất kể từ năm 2021, giá sẽ giảm xuống còn 10.000 đô la. Thị trường tiền điện tử đã lao dốc sau cuộc khủng hoảng FTX, đã khiến vốn hóa thị trường giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Một thông tin đáng lo ngại hơn, Bitcoin đang xuất hiện tín hiệu bán mạnh nhất kể từ năm 2021. Cụ thể, khi quan sát biến động giá của Bitcoin trên khung thời gian 3 ngày, các chuyên gia tại TradingStop đã ghi nhận sự phân kỳ hội tụ trung bình động MACD hình thành mô hình bearish cross kể từ tuần trước. Kể từ tháng 3 năm 2021, đã có 4 lần mô hình này được hình thành. Tất cả đều đưa Bitcoin đến một mức thấp mới. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, mô hình chỉ giảm 18%, nhưng 3 mô hình còn lại mang đến mức giảm rất lớn, 50%, 52% và 57%. Các nhà phân tích kết luận, mức giảm tiêu chuẩn 50% so với đến bearish cross ngày hôm nay sẽ đẩy giá xuống dưới ngưỡng 10.000 đô la. Đây là mức hỗ trợ mạnh và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư. Thêm vào đó, Bitcoin đã từ chối trên đường MA50, đường xu hướng màu xanh lam. Điều tương tự đã xảy ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2022. Khi đó mô hình bearish cross đã hình thành và Bitcoin có mức giảm 57%. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu câu trả lời từ Sam Bankman-Fried và CEO hiện tại của FTX. Sự sụp đổ của FTX khiến các cơ quan quản lý buộc phải chú ý đến thị trường tiền điện tử. Hoạt động của FTX lúc này được giám sát chặt chẽ với thông tin mới được cập nhật mỗi ngày. Các nhà đầu tư đã kêu gọi điều tra các hoạt động kinh doanh đáng ngờ của cựu CEO Sam Bankman-Fried. Elizabeth Warren và Richard Durbin, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Massachusetts và Illinois, hiện đã viết một lá thư cho Sam Bankman-Fried và giám đốc điều hành mới của FTX John Ray. Họ đang yêu cầu câu trả lời liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới. Sự sụp đổ đã xóa sạch hơn 180 tỷ đô la. Mô tả toàn bộ vụ việc là một trường hợp kinh hoàng của lòng tham và sự lừa dối. Các thượng nghị sĩ cáo buộc rằng sự quản lý kém của các giám đốc điều hành cuối cùng đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hai thượng nghị sĩ đã nhận thức được các giao dịch đáng ngờ trị giá hàng tỷ đô la giữa các giám đốc điều hành và giữa FTX và Alameda Research. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ đã không yêu cầu bất kỳ thông tin nào liên quan đến hàng triệu đô la được Sam Bankman-Fried quyên góp cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2022. Theo OpenSecrets.org, Sam đã quyên góp khoản tiền lớn thứ hai lên đến 39,8 triệu đô la. Cha của Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman, là người hỗ trợ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren trong việc soạn thảo các luật liên quan đến thuế. Cynthia Loomis, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Wyoming, trước đây đã đưa ra yêu cầu về các quy định chặt chẽ hơn sau khi thỏa thuận mua lại FTX của Binance đổ vỡ. Vào ngày 10 tháng 11, Maxine Waters, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ, đã kêu gọi bổ sung quy định liên bang về trao đổi tiền điện tử. Stephen Berger, một thành viên của Nghị viện châu Âu, đã so sánh vụ phá sản của FTX với sự sụp đổ của Lehman Brothers vào năm 2008. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng đã lên Twitter vào tuần trước để chỉ trích việc thiếu các quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của FTX. Bà kêu gọi SEC mạnh tay hơn nữa vì lợi ích bảo vệ người tiêu dùng. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.